Ơi, xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại các bạn ở đây. Và trong video hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một học viên của tôi học trong Clickbank chuyên sâu, và anh ta đã ra được sale đầu tiên trong vòng 4 ngày đầu tiên mới học về Clickbank. Và trước đây thì anh chưa hề biết về Clickbank trước đấy, cũng như là về lĩnh vực Internet Marketing hay là Affiliate. Và anh đã tạo được một cái thành quả đầu tiên trong vòng 4 ngày. Các bạn thấy bất ngờ không nào? Chỉ mới 4 ngày thôi mà chưa hề biết về make money online. Đó, và cái sale đầu tiên đó thì anh nhắn tin cho tôi. Sơn ơi, hình như anh vừa mới được sale phải không? Đó, thì anh ấy gửi cho tôi cái hình chụp. Vào đây là ngày 11 trong cái tuần, trong cái tuần đó là vào tháng 6 năm 2019 nha các bạn. Đây thì anh ấy sale ra được một cái sale đầu tiên, đó là 24 đô la 99 92. Và cái sale này thì 100% không cần phải là chạy quảng cáo mà sử dụng nó free traffic. Thì trong video này tôi chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược, về cái cách làm, hay là về cái ngách mà hiện tại anh ấy đang làm như thế nào. Nào, bạn có muốn học cái cách làm không nào? Thì 24 đô la 92 thì bằng bao nhiêu tiền? Ví dụ ở đây hiện tại đang 1 đô la là khoảng 23.000 đúng không? Thì 24 đô la đúng không? 24 đô la 92 nhân với cả 23 thì sẽ bằng 573.000. 573.000 mà trong 4 ngày đầu tiên mới học về thôi, mới học về Clickbank thôi. Và tôi tin chắc rằng là nếu như anh sử dụng những cái chiến lược sắp tới trong chương trình học Clickbank chuyên sâu đó, thì sẽ còn ra được nhiều sale hơn nữa. Và đây mới chỉ là cái cơ bản đầu tiên thôi, anh mới học được 4 ngày và mới học chỉ được 1% những cái gì mà tôi chỉ thôi. Thì trong video này tôi chia sẻ cho các bạn cái chiến lược làm sao đó để đạt được giống như anh ấy. Đó, thì ở đây tôi có ghi lại được một vài cái thông tin để cho bạn đây. Thì cái niche size á, cái thị trường ngách mà anh đang chọn á, là về cooking, về nấu ăn. Đó, thì trên Clickbank á, tôi giới thiệu các bạn á, đây là cái marketplace đúng không? Marketplace. Và trên Clickbank á, thì nó có rất là nhiều những thị trường khác nhau. Đó, về sản phẩm số, sản phẩm thông tin, và chúng ta là cái người làm affiliate, mình bán những cái sản phẩm này đó, dựa vào những sản phẩm có sẵn của những người cung cấp. Họ đã tạo ra những sản phẩm có sẵn rồi, thì việc của chúng ta là làm sao đó để chúng ta tiếp thị tới những cái người có nhu cầu đó. Thì chúng ta có thể sử dụng free traffic hoặc là paid traffic, là quảng cáo miễn phí hoặc là quảng cáo không mất phí đó. Thì trên này nó có rất là nhiều những thị trường khác nhau đó, về nghệ thuật hay là về business hay là về đầu tư, về máy tính, về internet, về cooking. Thì đây là cái chủ đề mà anh ấy đang làm đó, về cooking food and wine. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải lựa chọn rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau. Ví dụ như tôi chia sẻ với các bạn một vài những cái chủ đề mà thường là nó ra sale được tốt. Đầu tiên là cooking này. Thứ hai là bạn có thể lựa chọn những chủ đề về health and fitness. Health and fitness, sức khỏe và thể dục thể thao đúng không? Đó. Tiếp theo là chủ đề về self-help. Đó. Thì nó có rất là nhiều chủ đề, hoặc là chủ đề về travel. Đó. Thì tùy vào cái chúng ta thích cái chủ đề nào, chúng ta thấy đam mê chủ đề nào thì chúng ta chọn chủ đề đó. Thì anh ấy chọn cái chủ đề là cooking and food, và cái sản phẩm mà anh ấy chọn là 28 ngày keto. Thì cái cách mà chúng ta tìm được cái sản phẩm đó như sau. Thì tôi ở đây là cái điểm là phổ biến, nhưng tôi chọn vào cái điểm gravity, có nghĩa là trong cái thời điểm vừa rồi ấy, thì có được bao nhiêu người bán được cái sản phẩm đấy. Thì anh đã chọn cái sản phẩm là keto ở đây, là cái điểm gravity rất cao, là 207 207 207 đó. Thì đây là cái sản phẩm mà anh ấy đây đang kinh doanh. Còn tôi thì tới điểm hiện tại ấy, thì chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm này rất là hay này. Đó, sản phẩm 28 ngày, 28 ngày sử dụng cái sản phẩm là keto, 28 ngày keto challenge đó. Thì bây giờ là có nhiều người hỏi với tôi rằng là thế bây giờ em không biết tiếng Anh thì liệu có làm được hay không. Thì các bạn đừng lấy tiếng Anh ra làm cái rào cản cho chính mình, bởi vì cá nhân bản thân Sơn thì Sơn cũng không phải là người giỏi về tiếng Anh đâu các bạn, và tất cả mọi thứ đều là từ Google dịch hết. Ví dụ như ở trên có cốc này, nó có sẵn cái Google dịch rồi, thì chúng ta bấm vào cái phần dịch trang này này thì nó sẽ ra được cái nội dung không, và chúng ta ngồi chúng ta đọc cái sales page của họ, chúng ta đọc và hiểu về sản phẩm, chúng ta đọc và hiểu về cái thị trường họ đang làm, chúng ta đọc và chúng ta hiểu về vấn đề của khách hàng hoặc là cái lợi ích của sản phẩm này đem lại là gì. Đó, thì cái sản phẩm này là cái nó nói về cái cơ chế mà ăn theo cái dạng keto đúng không nào? Nó để và cái thực đơn nó được đặt tên là keto. Nó thì để bắt đầu bạn có thể tìm được hiểu những cái phương pháp về chế độ ăn keto, cách nó được phát triển, cách thức hoạt động, 13 lời khuyên để thành công, và thực phẩm thưởng thức, và hơn thế nữa ăn ngon này, làm chủ được nó này,
Đó, tình hình xã hội liên quan về sản phẩm này này, những món tráng miệng mà cảm giác là tội lỗi đó, thì nó chia sẻ rất là nhiều các bạn đó. Thì chúng ta chỉ cần chúng ta hiểu về sản phẩm thôi. Rồi thì đó là cái sản phẩm mà anh đang kinh doanh, đang đang bán. Rồi tiếp theo này, bây giờ tôi chia sẻ với các bạn về cái chiến lược và cái traffic áp dụng. Thì cái chiến lược ở đây là áp dụng vào là sử dụng vào là Instagram, và anh ấy sử dụng hai chiến lược cơ bản nhất mà tôi chia sẻ cho anh ta, đó là follow and follow back. Tức là ở trên Instagram nó có một cái chức năng, đó là khi mà chúng ta follow một ai đó trong cái thị trường đó. Hãy nhớ là khi mà chúng ta follow á, thì chúng ta cần phải follow với cái người mà trong trong cái thị trường có khả năng mua hàng đó, trong thị trường có khả năng mua hàng đó. Thì chúng ta chỉ cần vào cái Instagram của đối thủ, xem rằng là những ai follow đối thủ của mình, hoặc là những ai like vào bài viết đối thủ của chúng ta, thì chúng ta follow ngược lại cho những người đó, thì cái khả năng cao những người đó chính là cái khách hàng của chúng ta đó. Thì khi mà chúng ta follow họ thì họ sẽ nhận được cái thông báo, và cái tỷ lệ là khoảng 10 cho tới 20% những người đó người ta sẽ follow ngược trở lại mình. Thì khi mà chúng ta làm cách này á, thì mỗi tháng đâu đó chúng ta sẽ tăng đâu đó khoảng được 2.000 cho tới 3.000 là follow. Và cái tài khoản của anh học viên này của Sơn, anh tên là anh Tuấn, thì anh mới làm được khoảng 4 ngày thôi, và cái follow ở trên cái trang của anh á, là được là 250 lượt follow, và anh đã ra được một đơn hàng đầu tiên rồi các bạn. Đó thì hiện tại thì Sơn chưa có hỏi ý của anh đó để show cho các bạn coi cái tài khoản Instagram của anh đấy, nhưng Sơn chỉ có thể là chia sẻ cho các bạn về cái chiến lược ở đây. Rồi cái chiến lược số 2 đó là chiến lược repost. Repost ở đây là sao? Tức là khi mà chúng ta tạo ra cái content á, cái content là cái bài viết hay là cái hình ảnh đúng không, thì chúng ta cần nó phải có một cái hình ảnh. Thì bây giờ có hai cái cách làm. Một là chúng ta tự tạo được content đó, chúng ta tự lên Pinterest hoặc là tìm những cái hình ảnh đẹp, sau đó chúng ta chế ra những cái hình ảnh ở trên Instagram đó. Thì bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ thử cho các bạn nhìn thấy ở đây nhá. Giả sử đi, đây là cái tài khoản Instagram, thì bây giờ tôi mới thử search một cái chủ đề đó là keto ở đây, thì nó có 12 triệu lượt bài post trong liên quan về cái chủ đề này. Đó, thì bây giờ là mình có thể vào một vài những cái trang Instagram để chúng ta tìm xem rằng là ai đang chia sẻ về cái chủ đề là keto ở đây. Đó. Có rất là nhiều những cái chủ tài khoản Instagram họ chia sẻ về chủ đề này. Thì cái chiến lược đầu tiên đó là follow and follow back, thì mình có thể là vào những cái người mà đang follow những cái tài khoản của họ, sau đó chúng ta bấm follow họ. Thì khi mà chúng ta follow họ thì người khác sẽ follow ngược lại chúng ta. Đó, thì các bạn thấy cái tài khoản này tương tác rất là cao đúng không? Mấy nghìn like này, 1.000 like, 1.000 like, 1.200, 2.900, rất là nhiều like ở trong cái tài khoản của cô ta. Đó, và cái chủ chiến lược số 2 đó là repost, tức là thay vì chúng ta tự tạo ra content, chúng ta tự ra tìm được một cái hình ảnh đẹp đúng không, ở trên mạng xong đó chỉnh sửa về, thì một ngày như vậy á mất rất nhiều thời gian và không có tạo được nhiều content. Thì cái chiến lược ở đây tôi chỉ cho các bạn đó là chúng ta sẽ repost lại. Nhưng khi mà nhớ thì chúng ta report lại, chúng ta nhớ trích nguồn. Trích nguồn là chúng ta đã lấy từ cái chủ tài khoản của Instagram này, thì người ta cũng sẽ rất là hài lòng và người ta sẽ đồng ý thôi các bạn. Đó, thì ví dụ như bây giờ tôi lấy cái hình ảnh này của cô ấy, tôi download về, thì sau đó thì tôi sẽ để cái nguồn đó là từ cái trang là Disney in Bloom. Đó, hoặc là ví dụ là tôi sẽ vào một cái trang khác là Lovecraft Club. Ở đây là có những cái thực đơn liên quan về cái chủ đề về keto giảm cân đúng không? Thì tôi có thể lấy những sản phẩm này, nhưng sau đó chúng tôi để nguồn lại. Thì cái chiến lược ở đây đó là chiến lược repost, và chỉ trong 4 ngày thôi, chỉ trong 4 ngày thôi thì anh ấy đã tạo ra được một cái lượng bài viết đó là 75 bài post trong vòng 4 ngày. 75 bài post trong vòng 4 ngày. 75 chia cho 4 thì bằng 18 bài viết một ngày. Thì anh ấy mới nói với Sơn rằng là Sơn ơi, hôm bữa anh đã tạo được 30 bài viết á, thì anh phải mất một ngày. Còn hôm nay khi mà anh ngồi nói chuyện với em, anh được học cái cách mà em chia sẻ đó, thì cái lúc mà em đi ăn á, là anh đã tạo được 30 bài viết rồi, và anh lên lịch 30 bài viết đó, nó tự động đăng theo 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 ngày cho anh đấy. Thì cái thời gian anh bỏ ra một ngày đó chỉ chưa tới 30 phút đâu các bạn, là đã làm được như vậy rồi. Thì qua cái video này thì tôi cũng xin chúc mừng anh Tuấn, bởi vì trong vòng 4 ngày thì anh đã tạo ra một cái kỷ lục, đó là anh đã ra được một đơn hàng trên Clickbank trị giá là 573.000 đúng không nào, 573.000 chỉ trong vòng 4 ngày thôi. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề, cái ngách mà anh đang làm đó là về cooking đó, và cái sản phẩm anh đang bán đó là sản phẩm về 28 ngày keto giảm cân đó. Và cái chiến lược ở đây chúng ta có hai chiến lược,
và cái kênh chủ đạo đó là sử dụng Instagram. Ok, và tôi hy vọng rằng cái video này sẽ giúp được gì cho bạn đó, nếu như bạn đang quan tâm về kiếm tiền affiliate, kiếm tiền với Clickbank. Thì ở phía bên dưới video này tôi có để lại ở phần mô tả, đó là một cái bộ video để giúp cho bạn kiếm được $1,000 đầu tiên từ affiliate marketing và kiếm tiền trên internet, kiếm tiền online. Và cái này là hoàn toàn miễn phí. Tôi muốn trao giá trị cho cộng đồng và nhiều người nhất có thể là học được những cái điều này, ngồi tại Việt Nam kiếm tiền Mỹ. Và bên cạnh đó thì thực sự ở trên thế giới có rất nhiều người trẻ hơn chúng ta, có rất là nhiều bạn họ rất là giỏi, họ có thể làm được điều này rồi. Nên tôi tin chắc rằng dựa vào tư duy, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào những cái sự hiểu biết của chúng ta thì chúng ta còn làm mạnh mẽ hơn như vậy nữa. Và cái rào cản về tiếng Anh nó không phải là rào cản đâu các bạn. Bạn hoàn toàn sử dụng Google dịch, dịch lại và để mình trao đổi với những cái bên đối tác, hoặc là mình dịch lại để mình đọc một cái thông tin, một tin tức, thì nó là toàn cầu hóa rồi. Ngồi Việt Nam nhưng mà chúng ta có được kiếm tiền được đô la. Và cái lĩnh vực này thì tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn và chia sẻ cho các bạn, kể cả trả phí hoặc là miễn phí thì các bạn vẫn có thể làm được, chỉ cần nó khoảng 30 phút mỗi ngày thôi. Và chúng ta xây dựng được cho mình một cái hệ thống kinh doanh ở trên Internet, và làm sao đó chúng ta đi chơi, đi du lịch, không dành thời gian cho bạn bè. Và chúng ta rất là thoải mái với cái công việc này các bạn, không? Nó không phải là về liên quan về máy tính quá nhiều đâu, tất cả là step by step, từng bước một tôi hướng dẫn cho các bạn để các bạn làm được như vậy. Thì ở phía bên dưới video tôi có để lại cái đường link, bạn có quan tâm để đăng ký cái chương trình này nó hoàn toàn miễn phí. Đó, thì tôi có để lại cho các bạn ở phía bên dưới nha. Đó, nếu ai quan tâm và đăng ký nó. Đó, thì cái chủ đề Clickbank nó rất là nhiều cái, không? Các bạn có thể là học về cái chủ đề này thì nó rất tuyệt vời. Ok. Và trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn quay lại và đồng hành với các bạn để hướng dẫn cho các bạn cách làm sao đó bạn có thể thành công được ở trên lĩnh vực affiliate marketing, kiếm tiền online năm 2019. Đó, và xin chúc các bạn tạo được những sự đột phá và thành công mới. Ok, và những cái video tiếp theo á thì tôi cũng chia sẻ về, liên quan về chủ đề Clickbank hoặc Affiliate Marketing. Nếu như bạn là người mới bắt đầu thì có thể là tìm lại những cái video ở trên kênh YouTube của tôi để học nó. Và nếu như bạn yêu thích video này thì đừng quên bấm một nút like, hoặc bạn có cái câu hỏi gì đó thì có thể comment phía bên dưới video thì tôi sẽ giải đáp cho bạn, và đăng ký kênh YouTube của tôi là Sơn Piat để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.